tỏi Trung Quốc, tỏi Thái Lan, tỏi Ấn Độ nằm ở vị trí bắt mắt tại quầy hàng lại chính là những loại tỏi này. Tại chợ trung tâm thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, nơi cung cấp nguồn hàng cho cả địa phương này, hơn 90% lượng tỏi có mặt trong chợ là tỏi nhập từ nước ngoài, trong đó chủ lực vẫn là tỏi nhập từ Trung Quốc. Theo lý giải của các tiểu thương, họ không thể không nhập tỏi nước ngoài bởi những loại tỏi nhập ngoại rất dễ bán. Cái mặt hàng của Việt Nam rất là cao nên thị trường họ không có tiêu thụ được. Mà cái tỏi Trung Quốc á, mình đây lại mua của nó nên cái dạng cái giá nó rất là rẻ nên đa số phần đông lại ăn tỏi Trung Quốc nhiều hơn là Việt Nam. Giá bán lẻ tỏi Trung Quốc ở chợ dao động trên dưới 20.000 đồng một kg, giá chỉ trên một chút là tỏi Trung Quốc. Còn tỏi Thái Lan giá cao hơn nhưng cũng dao động trên dưới 35.000 đồng một kg. Trong khi đó tỏi trong nước thấp nhất là 100.000 đồng một kg, nghĩa là gấp đến 5 lần giá tỏi Trung Quốc. Người tiêu dùng bao giờ cũng ưa thích tỏi sản xuất trong nước, nhất là mặt hàng tỏi có thương hiệu, thơm ngon, có tiếng. Thật sự bên đây cái hàng của Việt Nam mình nó nấu làm một chất lượng, chứ còn Trung Quốc thì nó trà trộn nhiều nước bao nhiêu mình không có tin tưởng được. Nhưng thích là một chuyện, còn có thực tế có mua nhiều hay không lại là một chuyện khác. Sức mua hàng tỏi trong nước chỉ tập trung ở một bộ phận người tiêu dùng, đặt yếu tố giá cả ở vị trí thứ hai sau chất lượng mỗi khi mua hàng. Chẳng hạn người ta là hơi khấm khá một xí, người ta chọn hàng Việt Nam. Mà những người mà như hơi khổ thì cũng buộc là người ta phải mua hàng Ấn Độ hoặc là Trung Quốc. Đành rằng mỗi loại tỏi có một phân khúc thị trường riêng. Nhưng nếu như khoảng chênh lệch giữa giá tỏi trong nước và tỏi nhập ngoại được thu hẹp thì có lẽ tại chợ tỏi ngoại nhập không đến mức lớn ác như hiện nay. Như theo chị nghĩ là bên đó họ trồng được mùa hơn mình là sao em? Cái giống của nó tốt hơn, thành hàng của nó lúc nào cũng rẻ hết em mà. Của mình nó mắc á, lý do là hình như mình trồng cái sản lượng của mình làm ra nó khó. Đây cũng là câu chuyện chung của nhiều mặt hàng nông sản. Khi nông sản nhập từ nước ngoài, chịu cước phí vận chuyển khi đến chợ bán lẻ, giá lại rẻ đi nhiều lần so với nông sản sản xuất ngay tại địa phương.